không? Đã hẹn ngay tại cái quán này mà sao không thấy mặt trả là sao vậy? Nói hôm nay là cuộc hẹn rất là quan trọng, không có vắng mặt được, không có làm bể mặt tôi được mà giờ này không thấy. Hẹn từ hồi sáng sớm tôi đã đi, giác 5 giờ sáng tôi đã có mặt ở đây rồi đó. Quán chưa mở cửa là có rồi mà giờ chưa thấy ổng đâu hết trơn á. Bực bội ghê không? Trời ơi, hùng lửa ơi, hùng lửa. Ba hồn chín vía hùng lửa ơi. Honey. Hello. Sorry. Trời đất ơi, đâu vậy? Sao cửa chính không đi chung toilet ra vậy cha? Ngu hả, đi cửa chính. Đi cửa chính đụng mấy xe ôm mới đòi nợ sao? Phải đi ngõ nhà bếp. Xe ôm ông hay thấy gái chung như động đứng giống à? Ra biểu à? Hùng căng nha. Sorry. Em sao à? Hai. Áo đen ơi. Lô. Trời ơi, bữa nào tới cũng gặp mấy bạn già này hết trơn hết trọi. Sao rồi, chiếu tướng là phải không? Rút con sĩ xuống là làm sao pháo nó chiếu được, thấy không? Giỏi quá, hồi tao quýnh ông bòm đầu bây giờ á. Lại đây ngồi giùm con này cha. Trời đất ơi, sao vậy? Cái đồ gì thấy gớm vậy? Cái gì gớm? Trời ơi, sành đẻo, vẫn sành đẻo. Đây mới sành điệu, đây mới sành điệu, em dòm đi thấy không? Từ trên xuống dưới quá sành điệu, cái gì mà nó bụi bặm là nó sành điệu. Trời ơi, sành điệu mà ta sang trọng ông người giống gì đó đâu không mà bực bội ghê. Vậy mà tôi gu yêu sao yêu được, không biết hay dễ sợ. Xin lỗi em mà từ hồi hùng lửa này bước ra giang hồ chưa biết thua thằng nào. Bây giờ em không đồng ý cách ăn bẩn phải không? Về, bye bye. Thôi, quay lại cái coi nè. Ghét dễ sợ à. Già tóc mọc không nổi luôn vậy nên làm như nít vậy, anh hở chút cái giận, hơn chút cái giận à. Ghét quá à, phải đâu. Trời ơi, quá hung cách. Ây da, đây đâu nè. Đó, gì đó phải được không? Hửi cái lỗ tai. Cái mô đen mới vậy là phải hửi cái lỗ tai. Anh thiệt à. Sao? Em không phải là chê anh đâu, biết không? Nhưng mà hả, hôm nay là rất là quan trọng. Quan trọng là quan trọng sao? Sao không quan trọng? Hôm nay em bắt anh ra đây là để gặp mặt con nhỏ bạn của em. Bạn của em nó có thằng boy. Ủa, nó có con hả? Boy là con trai đấy, nó có con trai hả? Boy là boyfriend đó ông ơi. À, là bạn trai hả? Nhớ rồi. Boyfriend của nó là Việt Kiều, hiểu không? Tin tụi nó xì tin lắm. Đó, bởi vậy hả, em bắt anh là ăn mặc sang trọng, không phải sang trọng mà sành điệu lên để... Sành điệu sang trọng. Xả cái mối hàng này ra là sành điệu sang trọng liền. Đã thấy không? Nó khác liền, thấy không? Đã kiến thức liền. Bây giờ muốn anh làm gì? Đó, em biểu anh ra đây sớm để em dạy cho anh tiếng Anh. Đó, anh văn đó, English đó, hiểu chưa? Để cho biết nói chuyện với người ta, lỡ đến đây nó chào hỏi làm sao anh biết được. Trời ơi, cái người bên kia dễ vậy? Có cần phải bắt anh học tiếng Anh không? Bà mẹ ở miệng ra là tục tiểu quen rồi. Thì bà nội nó khổ quá, có vậy cũng bắt bẻ hoài. Xin lỗi. Vậy dễ học lắm, anh nghe lời em đi. Em thương cái chục chân của em. Hiểu cho. Vì em là anh ráng nha. Rồi, giờ học sao? Bây giờ người ta đến đây nè. Người ta chào hỏi anh. Anh mới đứng lên, anh hỏi người ta là how are you? Rồi. Rồi người ta trả lời là I'm fine and you? You đi. You à, you là bạn, còn bạn. Đó, nó tiếng Anh nó lên ngược, ngược lên rồi đó. Anh phải bỏ lên không anh hiểu rồi. How are you? I'm fine and you? Bây giờ anh trả lời lại là em too hết. Em too. Đó, rồi sao? Trời giỡn nè, đây nè. Thí dụ vô bạn em nó xuất hiện đằng kia phải không? Đúng. Anh mới gặp nó phải không? Giang hồ giết quen rồi. Gặp cái kênh chửi trong miệng nữa. Giờ sửa tướng khó quá à. Sửa lại đàng hoàng anh sao mà người ta là Việt Kiều đó anh ơi. Là bể mặt em hết trơn à. Sửa cái mặt hiền nha. Mặt hiền lên ngay. Khoan, cái này hình như là sao vậy, thiếu thuốc hả, gì vậy hả? Đúng rồi, cái này đừng làm như thiếu thuốc em. Trời đất ơi, khổ ghê nơi, không phải đâu. Đừng có vậy, cười lên, tươi tắn lên. Tươi tắn lên phải không? Tươi tắn nè. Tươi tắn lên anh. Đó. Chí nhận hơn. Rồi, hỏi anh. Bắt tay nè. Đó. Thu A Giáo.
How are you? Em nói trả lời. I'm fine. And you? Tiếng Anh. Em high five. À, không, một five thôi. Em fine. And you? Anh em trả lời là em tu hết. Em too. Trời ơi, tưởng gì? Học tiếng Anh là sở trường của anh, tại vì không thèm học thôi chứ. Học là tiếp học một tiếp thu 10. Trời ơi đó, bởi vậy không biết làm sao. Hôm nay thông minh đột xuất làm như có ai dựa anh hay sao anh? Trời ơi, chuẩn gì em làm như có người âm dựa anh vậy đó. Mỗi bữa dạy anh đâu có nhớ đâu. Trời, hôm nay nói một lần cái nhớ liền à. Vậy thưởng đi. Thưởng liền anh. Ờ, mày đây nè. Trời ơi, khoan đợi anh chút. Anh đợi anh chút xíu. Gì vậy? Trầy hết trơn hết trội rồi. Trời ơi, tự nhiên là phun mưa mặt tôi nữa trời. Xin điếu mà. Bạn em nó có múp không? Múp thì cũng có múp. Nó đẹp lắm. Mà con quỷ cái nó chảnh chẹ, nó đổng đảnh thấy ghét lắm. Vậy hả? Ngày xưa em với nó suốt ngày ganh tị nhau không à. Xem coi ai là sành điệu hơn ai, hiểu không? Mà bà mẹ nó nói ra thật bất tức ghê vậy. Má không. Ơi má, hồi nãy má có điệu biểu con đừng có chửi thề. Bây giờ má cũng bà này bà nọ nữa. Quen quá à. Bởi vì từ trong máu hay sao không bao giờ bỏ được. Bởi vì tập tành giết cũng vậy à. Mà anh biết sao không? Không à. Bao giờ em đu lại nó hết trơn. Tức tối lắm anh hiểu không? Bởi vì hôm nay nè, nó lấy chồng Việt Kiều, thế nào cũng nó đi qua bển. Cho nên hôm nay em phải gặp nó, giằng mặt nó, em đánh... Em yên tâm, trời ơi, tưởng gì nó gặp hùng lửa là coi như đời tụi nó tiêu rồi em. Anh sẽ giết tụi nó như giết một con dẹp. À. Em chỉ cầu mong có vậy thôi đó anh ơi. Yên chí đi. Chủ quán cho một ly sữa hồng dịch đi. Người đàn ông, người đàn rồi người bạn. Hi Diễm, hi My. Hi Diễm, oh I love you. Oh, oh. Hi. Muốn ói hả? Ý sao mà đưa cái mỏ nhông quá thì ghê à. Nghe nè. Trời ơi, khỏe không dạ? Sao đi đâu mà lâu quá không có gặp bồ vậy? Trời ơi, ngồi ngồi được không? Mỏi giờ quá. Đi nè. Biết sao không? Đâu có đi đâu đâu. À, cũng đi gần thôi, đi châu Âu. Trời ơi, mà thời gian nó qua nhanh ghê á. Bay qua Pháp, bay qua Anh, ghé Thụy Điển chút xíu, ghé Hà Lan ăn sáng. Tôi ghé là Friedrichshafen chút xíu uống cà phê. Mất mấy tháng trời vậy hả? Ôi, trời ơi, sao vậy nè? Sao? Trời ơi, sao lúc này bạn? Trời ơi, sao? Trời ơi, bộ bị đánh ghen dữ lắm. Sao mà tóc còn có mấy cọng, người ta sởn đầu hả? Trời ơi rồi sao ăn mặc, trời ơi sao trắng đen hai màu, tưởng đi khiên hòm. Trời ơi rồi sao da dẻ đen thua, trời ơi sao đen hơn mình vậy, sao mà tự nhiên bèo quá vậy. Mở miệng ra cái sóc ốc mà. Không sóc thì đâu phải miệng của mình. Nghe nè, biết sao không? Sao? Bồ bởi vì đi nước ngoài nhiều quá nên đâu có biết gì đâu. Bạn ngồi đi. Bạn thôi. Đứng cái tưởng đâu làm. Không nói đâu, sợ nói bậy. Trời vui quá à. Lâu quá mới gặp nên mình vui vẻ. Nghe nè, biết sao không? Sao? Bạn không biết đó. Thời trang bây giờ là mua đen da nâu mà. Trời đâu phải tự nhiên mà được vậy đâu. Tốn cả đóng tiền mới được đó. Ta nói hết đi tennis nè, đi bơi xong mà đi bar, đi má trọ, nói chung tùm lum, mà kể vậy đây đâu có hết đâu. Trời mà kể. Trời nghiệp quá ha, người ta đánh tennis rồi bây giờ mực mướn bạn vô lượm banh chạy tới chạy lui vậy đó hả? Trời ơi, nắng mới đen dữ vậy nè, chạy ngoài nắng mới đen dữ vậy nè. Rồi đây cái người ta bơi lên rồi bạn đem đồ ăn tới ta ăn đó, trời ơi, tội nghiệp quá ha. À, bà nói nghe nè, nếu mà bạn rảnh rỗi vậy đó, bạn có tiền vậy đó thì đi nước ngoài chơi một chuyến cho biết với người ta. Ôi trời, có chứ. Ở nhà với mẹ biết ngày nào không? Ôi trời, có. Đi đâu? Ta nói đi nhiều lắm, đi nhiều mà đến nỗi ngán ngược lên tới não rồi đó. Trời ơi, chị coi chừng bị ung thư não á nha. Ôi trời ơi, làm gì có, khám bác sĩ rồi não tốt lắm. Mà đi du lịch bây giờ chỉ thích hợp với dân nước thôi. Chứ cha, trời ơi, bị ho lao hả? Hắn ta bị ho lao hả? Không phải đâu. Sao vậy? Ám hiệu tình yêu của hai đứa mình. Trời ơi, ám hiệu tình yêu này chắc phải đi chích thuốc. Thôi chứ chị nè nha. Ở đây là anh Hùng, boyfriend của mình đó. Trời ơi, boyfriend đó hả? Ôi trời ơi. Trời ơi, dữ dằn quá. How are you? I'm fine, thanks. Hi, how are you? I'm fine, thank you, I'm too. Wow, trời ơi, tiếng Anh quá hay, Yến Nguyệt quá giỏi. Boyfriend của bạn. Boyfriend. Bà từ giờ tưởng xe ôm chở bạn tới.
rồi qua bển nói chi cho mang nhục kìa, biểu thay đầu kia không chịu thay. Thôi nghĩ sao vậy trời. Đi sao không, nếu mà nói mà xe ôm thì ảnh là người chạy xe mà đẹp trai nhất thành phố này á. Lái xe tải nè. Trời ơi, nhìn cái dáng là biết container rồi. Ghê. Ủa, nhưng mà bồ của bạn đâu mình không thấy vậy? Ồ ha, bồ của tôi đâu rồi kìa? Bồ của tôi đang tìm chỗ đậu xe. Xe gì kìa? Xe hơi. Xe hiệu gì nè? Lexa. Không, bởi vì người không có sành điệu nói ra không có hiểu gì trơn. Lexus. Lexus. Trời ơi, nguyên cái quán cà phê sang trọng vậy nè, mấy bạn biết không, nguyên cái cà phê sang trọng có chỗ đậu xe. Trời thôi đi bà ơi. Trời đất ơi, có tiền có tất cả, ở Việt Nam mà gì mà không có. Tôi biết rồi, nghe nói có tiền vậy chứ bạn còn xài gì à? Mấy cái hiệu mà ngày trước bạn ưa xài mà nó hơi bị rẻ tiền á, Gucci, Chanel, rồi LV, rồi Versace, Dior không vậy? Trời. Nó nói tiếng Nguyên hả? Trời ơi, người không có sành điệu vậy chứ. Hàng hiệu của trời sao không có được. Sao? Ta nói phi hàng hiệu bất thành sành điệu mà. Là sao em? Có nghĩa là không có xài hàng hiệu không phải là dân sành điệu ông nội ơi. Trời trời trời, hai người quen nhau mà giảng như mẹ giảng cho con vậy trời ơi, ghê quá à. Nói chung mà bạn xài hàng hiệu nhiều quá phải không? Mà sao bạn để anh ấy te tua nhìn thấy ghê quá, bộ không có thấy ái nái trong lòng sao? Thân ơi bà Tám, nãy giờ thằng này nhịn dữ lắm rồi nha bà Tám, lửa nó đang lên nha bà Tám. Bà mới nói cho bà nói lại xin lỗi à. Nhìn là biết dòng rồi, con người là biết liền. Nhìn cái mặt ông là biết lửa ông đang lên, bị cái đầu như cái đuốc vậy đó, thấy gớm à. Thấy ông tìm cái quần là khác người ta liền. Sao? Cái này không phải rách nha. Tự xé à. Thôi chết rồi trời ơi, người mà tự xé chỉ có điên thôi mới tự xé đồ mình, chứ ai bình thường mà đi xé đồ. Chưa đâu, mai mốt á, bồ của bạn còn hai cái động tác nữa. Ủa hai động tác gì? Là bứt tóc móc mắt, hiểu không? Mà nói cái gì? Mà nói cái gì? Vậy nói bình thường thôi, nói xin bình lỗi thường. Xin lỗi đàn ông thật sự không có nóng giận với phụ nữ nha. Ê, một xé là 100 đô mà 6 xé là 600 đô. Trời ơi, những cái áo là thấy khác người liền. Biết là khác liền mà xá xí. Đã thấy ông ba cái đồ xá xỉ mà đem về mặc là sao trời thấy gớm à. Trời ơi, cái bộ vậy bây giờ đàn ông vậy nó mới ra man. Thấy không, trời ơi, đàn ông vậy man, man là mát, là mát là khùng nữa, còn không chịu khùng nữa. Trời ơi, đàn ông ơi, man cái gì? Man là đàn ông má ơi. Mà tiếng Anh ta đọc là man. Trời ơi. Nhưng mà anh giải thích làm chi vậy? Bạn em nó đâu có hiểu đâu. Đúng vậy, sao hiểu? My hả? Chỉ thích những người đàn ông ẻo lả như con gái vậy thôi à. Đúng rồi, là tại vì sao? Tại người ta là dân trí thức, người ta ăn học, người ta đâu có thời gian ăn ai như bên kia đó, suốt ngày ăn như con heo, thành ra mới vậy đó. Bởi ta nói á, mình nói đầu óc á, nó đơn giản thì tứ chi nó giảm dở, bị nó bồi bổ dù thịt hết trơn rồi thì cái đầu đâu còn miếng chắc xám nào, bên ngu là vậy đó. Trời ơi, cái tiếng quýt sao, cái tiếng gió. Ai kêu chó? Đâu, không phải tiếng chó mà là tiếng quýt sao. Ok kìa, Kevin. Kevin, giới thiệu các bạn, đây là Kevin, bạn trai của mình, boyfriend, Kevin. Honey à, chỗ quán cà phê này khó đậu xe quá, anh chạy vòng, cuối cùng nó nói thôi lưỡi vô bếp nó đậu đỡ đi. Ôi rồi nó có bảo đảm con trái không? Thì nó nói sao anh nghe vậy thôi. Anh mới đi ngõ từ ở phía sau ra đó. Là phải chui qua red room. Hơi bị. Không sao. Dạ đây là Kevin bạn trai tương. No. Hả? Anh không phải là Kevin mà anh là Kevin. Em đọc chưa có rõ. Kevin. Dạ đây là Kevin. Chỉ có ba má anh mới có quyền đổi tên anh thôi. Dạ. Còn nếu mà em mà muốn đổi tên anh á là em đứng ngang với ba má anh rồi đó. Bây giờ em muốn làm má anh hay là muốn làm vợ anh? Em làm hai loại luôn. Bó tay rồi. Anh phải bó chân luôn. Trời ơi, cực quá. Trời ơi, ái mộ quá. Thấy chưa, dân trí thức ta nói chuyện có khác ghê không? Lên lớn lớn à. Không phải trí thức đâu. Sao thằng này tại nó dị tật bẩm sinh, cái lưỡi nó đầy hơn cái họng. Trời ơi, thấy chưa, dân không phải sành điệu, thành ra không có biết nghe tiếng nước ngoài. Hello. Hi. Kevin. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Oh yeah, I'm too. Quá. Quá. I don't know. Không phải đâu, anh giỡn mà. Trời nói sai ông nội ơi. Trời ơi, không biết tiếng Anh thì thôi đừng có nói rồi nghe lộn, trời ơi, phiền lắm. Ê, Kevin. Nữa hả? Trời ơi.
You bao nhiêu niên kỷ? What niên kỷ? Niên kỷ là bao nhiêu là... tuổi? How old are you? Tức là bạn cầm tinh con thú gì đấy. What thú? Đây đây nè, là trời ơi mệt ghê, là pork, chicken and beef, bò, vịt hay heo gà gì đó. Oh yeah. A fork. À, con heo. Oh yeah. Con heo ăn cám. No. Ở Việt Nam con heo ăn cám, còn ở bên Mỹ đó heo không ăn cám. Ăn gì? Ăn cặn của phở thôi. Còn you? What thú? I am con cat. Cat. Mèo. Con mèo. Oh yeah, cat. Ở Việt Nam có câu là không có chó bắt mèo ăn. Cơm. Oh yeah. Trời ơi, hú hồn con dí à. Ăn cơm chứ không ăn gì hết. Trời ơi, em chưa dạy câu này mà sao anh hay quá vậy? Vậy mới là mồ của em chứ, trời ơi, khẩu thành thơ em muốn chết luôn vậy à. Trời ơi, hỏi tiếp anh. What do you do? Là hỏi làm nghề gì hả? What do you do? Business. Buzi. No, để em nói cho. Tại con kia nó sổ, em cũng phải sổ ra chứ. Business. Làm ăn đó, làm ăn mua bán là business. Business làm ăn mua bán. Thế còn bồ của bạn làm nghề gì? Để em anh, trời ơi, anh đâu có làm gì đâu, anh ngồi không cũng hốt bạc. Biết rồi, là làm nghề gì nói đi mình. Ở không mà cũng hốt bạc có nghĩa là ăn mài hả? Đó, thấy chưa, mà cỡ tướng này mà đi ăn mài thì chỉ có nước bị người ta ăn thịt thôi. Bởi vì sao, nó mập quá mà người ta ăn xin người ta phải ốm yếu người ta mới cho. Còn thấy mập quá người ta ra ta xé thịt, ông ta ăn ta đỡ tức. Trời ơi, không có đâu, làm gì tới ăn xin, dữ vậy, ăn mài dữ vậy. Chứ làm gì? Nói nghe cái giật mình liền nè. Trời, ảnh có mấy cái khách sạn lớn ở Sài Gòn này nè. Đó, bởi vậy ngồi không cũng hốt bạc nữa đó. Cho mấy em chân dài nó mướn phòng, nó đắt ngày kiếm bạc triệu. Trời ơi, tiếc quá anh ơi, em không ngờ nha. Trời, em giới thiệu với anh về làm xấu hổ. Có mấy tháng không gặp mà gu của bạn bây giờ chọn bạn trai quá là trời ơi, quá tệ rồi. Gì đâu mà tệ? Sao không tệ? Trời ơi, thời buổi giờ có tiền là nhào vô làm thôi à, cái gì đâu mà tệ. Ủa, mà nói quá à, bạn trai của bồ làm gì mà ăn mặc trịnh trọng quá vậy? Đu gì? Introduce, tự giới thiệu đi. Ok, yeah. Mình làm nail. Nó mổ heo. No. Hôm nay mổ mấy con? No. Bởi không phải dân sành điệu khó nói chuyện quá à. Làm nail, ok. Có nghĩa là ok, ok, làm móng, ok. Em hiểu rồi anh ơi. Làm móng tay, móng chân đó. Xách cái vỏ đi từng nhà. Xách vỏ đi từng nhà là ở chỗ của mấy bạn. Ở bên cô có bạn đàng hoàng nha. Không phải sành điệu nói chuyện khó chịu quá. Nói chung là cũng là móng tay móng chân thôi đúng không? Mà sao anh thấy không anh? Trí thức quá à. Đúng trí rồi. Thức hèn chi dùm, trí thức mới đeo kiến phải không? Đúng vậy. Bởi vì có đeo mắt kiến là trí thức nha. Mắt kiến mà. Không phải đâu. Sao? Chả bị cận. Mà biết hay vậy. Phải đeo kiến vô để làm móng á, sợ mà chúng da thịt của người ta chảy máu đi ở tù sao. Đeo mắt kiến gì đó. Cái đó là tại vì người ta có lương tâm nghề nghiệp, người ta sợ là coi như ảnh hưởng tới khách hàng. Mà có nhiều người muốn làm móng mà không có cửa để mà làm đó nha. Thôi đấy. Ôi trời, gì vậy? Hắn quá. Gì vậy? Lên cơn rồi. Sorry. Trời ơi, vậy? Để xử thằng này. Ê, Kevin, nãy giờ đứng nói chuyện chán bỏ mẹ luôn. Bây giờ Kevin qua đây. Come here. Qua đi, come here. Come here. Tôi với bạn lần đầu gặp gỡ, mình đi làm tí quyết ha. No. Chúng tôi đâu có làm gì đâu mà tại sao lại xin tí huyết vậy? Không, no. Trời ơi, nói chuyện gì này, sao tôi mệt quá. Tí quyết là cháo lòng tiết canh đấy, lòng lợn đấy, hiểu không? Lòng đó, tiết lòng mà. Trời ơi, nghe thấy ớn lạnh quá. Trời ơi, nghe thấy ghê quá à. Nổi hết da gà. Trời ơi, bạn đừng có nói với tôi là bây giờ coi như có cái gu là modern, là quen với lại kiểu mà giang hồ, rồi ăn nói hầm hố, rồi nói ra cái giọng khủng. Trời đất ơi, thôi đi bà ơi, cái gì vậy?
vậy? Cái gì mà ghê sợ, đâu có cái gì đâu, rất là bình thường. Con gái bây giờ phải quen với những người đàn ông như vậy đó nè. Chạy xe mô tô, ăn mặc hầm hố, ăn nói khủng bố, có số ở giang hồ như vậy mới gọi là sành điệu. Còn ấy hả, ẻo lả hả? Trời ơi, xưa kìa anh ơi, xưa quá à. Bạn ơi, chắc bạn đi theo không kịp người ta rồi. Bây giờ cái chuyện mà quen mà ăn mặc về nè anh, trời ơi, không còn nữa đâu. Bây giờ modern con gái phải quen với Việt Kiều hay là ngoại Kiều, rồi đi ra đi vô nước ngoài như đi chợ vậy đó. Nhiều khi sáng thì ở Mỹ, trưa ở Singapore, cái chiều ghé Hồng Kông, không có làm gì hết, thèm cá lóc qua bển mua về nấu canh chua. Nói thì mất bực quá, nó nói một cái là tự nhiên muốn xé quần của nó. Trời ơi, trời ơi, con nhỏ này nó nói em tưởng tượng nó không phải người, nó chim hay sao, nó bay từ sáng bên đây chiều bên kia đó. Đó mới là sự điều em vừa qua rồi đó. Thôi đi hả? Em nói vậy là em quen tụi anh chỉ là sành điệu thôi hả? Thì tình yêu phải là sành điệu chứ làm sao? Mới vậy thì cái thôi gì mà thôi mà tự ái cái gì. Kevin ơi Kevin, mình là đàn ông ra đời chơi không bao giờ sợ lỗ nha. Chỉ có lời thôi nha. Đó. Cỡ như mình mà quen được mấy em nhà lành là có phước 4 năm đời trời rồi. Trời ơi, phải lành không hay là rách mà không biết. Rách mà khéo giá là ok rồi. Trời, ra chơi thì bất cần gì thân thể nữa. Đúng không cưng? Đúng vậy. Nó trời ơi, con kìa, người nói rồi người khen rồi, bây giờ gì muốn cái gì đây, nhìn thấy ghê quá à. Kevin, gì nữa? Bây giờ không có nói nhiều. Bây giờ bạn không thích xin Tí Quyết, mình làm hai bộ hài cốt thôi nè. Trời ơi, hai bộ, hai bộ hài cốt, hai bộ hài cốt là gì, hài là gì? Là gì? What cốt, what hài cốt. Trời cắt nghĩa nữa, nói chuyện với tụi này sao tôi mệt quá. Đó. Hài cốt tức là đi nhậu với xí quách đó cha. Trời ơi, hiểu không? Everyone. Mày tưởng mày là bảnh, mày như con cá cảnh, bây giờ mày chảnh phải không? Trời ơi, mày à, mày phé thùng thùng, ông nội mày cũng là thùng phá sảnh. Trời ơi, trời ơi, ghê quá. Trời ơi, ăn nói thấy ghê quá. Đúng đúng là hạ lưu á, bà em quen hạ lưu hạ cấp quá. Dạ đúng rồi, em đâu có ngờ tụi nó cơ sở hạ tầng như vậy. Thôi đi. Thôi mình đi em ơi. Lấy cười lấy chưa. Chiến thắng, chiến thắng. Chị ông lại bỏ đi kìa, thấy không? Không phải là chửi ông lại bỏ đi, mà dân có ăn học, không có hơn thua với mấy người, không có hả? Học neo chứ gì. Học neo cũng là dân có học. Ôi, cái tướng gà mái mà đòi hơn thua với hùng lửa. Chứ cần một cái diêm quẹt ta đốt cháy liền. Tự hào có bồ như anh phải không? Chỉ có thắng chứ không bao giờ biết thua. Đó, như vậy đó, vậy mới gọi là sành điệu đó. Chào chào. Mà thôi đi, mệt quá à. Bây giờ nói chuyện cảm thấy không hợp nữa chứ gì. Không hợp nữa thì chia tay đi. Mạnh ai nấy đi, đường ai nấy bước, hiểu không? Nè, mà nhớ có đi qua bên nước ngoài á, làm mong á, kiếm tiền chút xíu nhiều nha. Được rồi, mình sẽ cố gắng làm ăn lương thiện. Còn hai bạn ở đây á, mai mốt lỡ mà nó nghe nè, có bị bắt mà sắp tử hình, nó nói với mình gửi về cho ăn bữa cuối cùng. Dạ, dạ, dạ. Nói gì, tôi cũng đứng lại nói đi. Xử liền à. Trời ơi, ghê quá. Ơi, ghê bây quá. Giờ mới lộ người ra. Người gì mà khoái ăn máu với lại ăn hài cốt không à. Thôi đi, cũng may quá. Là hơn khiếp quá. Hơn đi chỉ có ăn bánh mì nè, trứng nè. Ờ. Với lại uống rượu chát thôi à. Đúng rồi, đúng rồi. Uống rượu đỏ với lại tiết canh đâu có gì khác nhau. Trời ơi, ghê ghê. Mà bồ của bạn mới ác hơn đó. Ăn sao? Trời, ăn cá mà ăn trứng là diệt tận trong trong trứng nước luôn á. Hồi không có tu á sao nơi thiện tai, thiện tai. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi. Xin các anh chị. Dạ. Ai vậy? Dạ, xin các anh chị vui lòng trao được phỏng vấn à. Phỏng vấn. Đây 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 đây. Qua đây, qua đây anh. Tâm theo. Chuyện gì nói đi. Ta trả lời hết luôn. Dân không nói gì, hỏi gì? Hỏi đi. Dạ. Câu hỏi đầu tiên. Rồi. Em muốn hỏi các anh chị là sự kiện của xã hội làm gì cho các anh chị quan tâm nhất ạ? Sự kiện của xã hội, cái này là thuộc dạng trí thức rồi. Mà trí thức thì bên đó không có cửa, trí thức là bên đây. Dạ, xin mời anh. Có đeo mắt kiến là trí thức chứ không phải cận không, đâu. Không, nó đeo kiến tại vì nó bị cận thôi. Để đâu, đâu, không phải cận trí thức đó. Trí thức, tôi là trí thức mà. Tại tôi ở bên Mỹ đó. Dạ. Nói đi, anh đi. Tôi rất là quan tâm đến những... Ủa, cái anh hỏi cái gì quên rồi. Dạ, em muốn hỏi là sự kiện nào của xã hội làm các anh chị quan tâm nhất? Nhớ rồi. Tôi đó, bởi vì tôi là người ở bên Mỹ đó. Tôi rất là quan tâm những cái sự việc mà... sự việc xã hội là... tôi nhớ rồi. Dạ. Là tôi... Bên Mỹ, dạ, anh là bên Mỹ. Bên Mỹ. Nhắc nữa.
Tôi ở bên Mỹ đó thì đã có nhiều sự việc tôi rất là quan tâm. Mà việc quan tâm nhất của tôi đó là chính sách của chính phủ. Chưa, tôi còn nói tiếp là chính sách nhập cư của chính phủ đó là tôi lo nhất là cái vấn đề đó. Còn những cái vấn đề khác chưa tôi chưa nói hết mà. Chưa nói hết. Nói nữa đi. Còn những vấn đề khác thì tôi không biết. Nó chạy đi, quên quá. Đây nè. Đấy, anh nghe tôi trả lời nhá. Rồi. Gì tôi quan trọng. Trời, tôi ơi. Không phải bên Mỹ. Tôi là dân quận 8. Quận 8 phải đâu? Quận 8 phải qua cầu chữ Y. Qua cầu chữ Y tôi hỏi thằng Hùng nữa. Dân chơi cầu Ba Tàng. Cầu... Giống rồi. Cầu Ba Tàng xong tới cầu chữ Y. Qua cầu Ông Lãnh. Cầu rồi. Ông Lãnh ta đi tới cầu chữ U. Không một cái cầu nào mà ta không ngủ ấy. Mày sao mày làm gì? Mày muốn tao trả lời gì hết? Tao là dân chơi cầu Ba Cẳng. Trời ơi, vô vấn đề người ta đâu có hỏi cái đó đâu. Ủa cho nó hỏi gì? Ủa tao hỏi vấn đề quan tâm nhất của xã hội nè. Cái đòi quan tâm nhất của xã hội hả? Tao chỉ xin một cái thôi, cho thằng Hùng Lửa này ra đời không thua thằng nào hết. Trời ơi, thấy ghê quá. Quan tâm cái gì á? Quan tâm cái gì? Quan tâm cái gì á? Vấn đề ăn chơi nha. Quan tâm cái gì? Dạ. Quan tâm cái gì? Ông nội tao cũng không biết, tao chỉ biết là đi. Thôi đừng có ghi ông nội quá, đừng có ghi, tao đâu biết quan tâm gì đó mà. Thôi em trả lời đi em. Có gì đó mà cũng không lên thân nữa. Cứ nói dành dần như là bây giờ tới tôi nha. Alo, nghe chưa. Bây giờ tôi hả, tôi chỉ quan tâm đến vấn đề thời trang thôi. Thời trang á, thế giới mà ưa chuộng cái gì là tôi có cái đó à. Nhưng mà nói tới thời trang á thì nghe em bắt má đó. Trời đất ơi, anh biết sao không, bữa nọ nè, trời, con nhỏ kia nó mặc đồ làm sao không biết nữa, cục thịt với mỡ nè, đưa ra một đống luôn vậy mà mặc đồ lòi lên tới bụng thì ta ghét không, bởi vì nó không có giống tôi là phải tôi mặc đồ giống, nó là gì, tôi chưa nó hết rồi, quá bạo lực, quá bạo lực quá, đó mặc đồ thời trang là như vậy nè, nó đó tôi hết rồi. Cảm ơn chị. Khổ quá. Dạ còn chị ạ. Dạ, sự kiện nào của xã hội làm chị quan tâm nhất? Cảm ơn nhiều lắm. Dạ, cái sự kiện mà tôi quan tâm hiện nay nhất đó là tôi quan tâm tôi sắp theo ảnh về Mỹ. Trời ơi, nó thì tôi không biết là cái phái đoàn phỏng vấn nó có tin tụi tôi là vợ chồng thiệt hay không, để mà nó đưa, nó cấp cái giấy cho tôi đi, nó đừng ở lại là tôi quê với bà con hàng xóm lắm. Lúc này tôi nổ nhiều quá rồi, với lại tôi mượn nợ tôi nói nhiều lắm, tôi không đi nhà tôi trả. Tại vì tôi cũng sắp sửa một số cái. Rồi cái quan tâm thứ hai nữa là khi mà tôi đi rồi thì đô la với vàng á, nó bất động như thế nào, nó lên xuống nhiều không, tôi lỗ thế bà nội. Vậy thôi, hết rồi. Dạ cảm ơn chị. Dạ câu hỏi thứ hai em muốn hỏi các anh chị á, là các anh chị có ước mơ gì cho tương lai không ạ? Trời ơi, ước mơ ai mà không có ước mơ anh. Trời, em ước mơ đơn sơ lắm. Em ước mơ em được ở villa, chạy xe tay ga, ca di động, mộng đô la và hết. Dạ còn anh ạ? Em ước mơ. Trời. Em nằm mơ hoài à. Em ước mơ ngày nào đó em bước ra giang hồ, người ta cũng biết tên em, Hùng Lửa. Trời. Cảm ơn anh. Quá tầm thường, những ước mơ quá tầm thường. Dạ còn chị ạ? Dạ thưa, dạ kính thưa, dạ xin thưa, là ước mơ của em là em muốn hòa bình cho thế giới. Trời ơi. Xạo quá bà ơi, cái nào thật chút xíu đi. Đúng rồi. Đất ơi, hòa bình thế giới đâu đây nữa trời. Sao mà mỗi lần em nói điều này tất cả mọi người chung quanh em đều xỉu, em không hiểu vì sao. Nhưng mà đó là thật sự trong lòng em à. Anh không nghe người ta nói sao, anh không biết lúc mà mấy cuộc thi hoa hậu, mấy hoa hậu hỏi tới cái nơi ưa nói em muốn ước mơ hòa bình cho thế giới, tất cả mọi nơi đừng có chiến tranh, để mọi người sống trong an lành hạnh phúc. Đó là hoa hậu nói đó. Dạ. Hỏi gì nào em? Dạ cảm ơn chị. Dạ còn anh ạ? Anh nước mơ gì? Honey ước mơ gì? Riêng tôi, tôi ước ở mơ Mỹ. Tôi ở Mỹ. Tôi ước mơ là kiếm thật nhiều tiền. Nhiều tiền và thật nhiều tiền. Để làm gì? Để nuôi cái con mẹ hoa hậu này nè. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, còn câu hỏi cuối cùng. Dạ, các anh chị làm gì để cống hiến cho đất nước Dạ, em mời họ đi viên quỹ đó trước đi. Ông nội cống hiến đi, tôi mắc mớ gì cô cũng cống hiến. Trời ơi, tôi lo chạy còn cống hiến gì nữa, ông cống hiến đi.
Dạ, dạ xin cảm ơn. Trời ơi, ông ơi, cống hiến cái gì? Ăn nhiều một chút, xài nhiều một chút, có nghĩa là vậy là thấy cống hiến rồi đó, hiểu không? Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ con chị ạ. À. Dạ thưa, dạ kính thưa, dạ xin thưa, tôi sẽ thưa và tôi sẽ nói, tôi cống hiến của tôi, tất cả tiền tôi đoạt được hoa hậu tôi sẽ làm từ thiện. Xíu nữa, trời ơi. Xíu nữa, tôi nói thật là người ta cũng xíu vậy đó. Dạ. Tại vì sao mà tôi làm từ thiện? Tại vì tôi muốn một phần nào xoa dịu nỗi đau của người khác. Và cái thứ hai nữa, nó không phải tiền của tôi, tiền của thằng này. Dạ, dạ. Honey à, thế thì mình chia tay nha Honey. Sao vậy? Chia tay đi. Tại sao vậy? Tại vì anh kiếm thật nhiều tiền là để anh lo cho em thi hoa hậu. À đúng rồi. Ví dụ mà mai mốt em đoạt giải hoa hậu thì anh lấy cái tiền thưởng của em anh bù lỗ vào cho anh. Còn cái này em tự nhiên em lại lấy cái tiền mà đó của anh đi làm từ thiện đó. Không được đâu, thế là tiền nào anh làm cho nổi nha. Thôi thì đi đâu vậy, đi đâu vậy? Dạ anh dạ em cũng xin cảm ơn các anh chị. Dạ phần phỏng vấn của em đến đây là hết à. Ô nhưng mà cho hỏi đi em ơi, bây giờ cái phỏng vấn này mình sẽ lên báo nào nè, cái đài nào sẽ phát tụi này? Tại vì hồi nãy em nói chuyện rất là trịnh trọng, rất là dễ thương và rất là lịch sự. Dạ dạ không có báo, không có đài nào hết á. Em là gì? Dạ em là sinh viên thực tập. Dạ tụi em đang nghiên cứu tâm lý của giới trẻ. À đúng rồi, tâm lý của tụi chị đó. Dạ thật sự em rất ngạc nhiên các câu trả lời của anh chị. Ủa sao ngạc nhiên và bộ trả lời hay hả? Dạ người như các anh chị sống làm gì cho trật đất à? Ừ chị đi chết mẹ. Bây giờ nó đi đấy hả? Trời đứng lại. Đứng lại. Quang, em chưa xác định là nó nói vậy. Người như các anh chị sống làm chi cho trật đất là nó rủa hay nó chửi? Nó chửi đấy. Đâu? Nó đuổi mình qua bên kia thế giới sống. Trời đất, cái gì là chết. Trời đất. Trời đất, không phải nhưng mà trời đã. Trời hoài vậy. Cái gì nữa đây? Ê, ta là men nha mày, không phải quỷ cái nha mày. Không quen à. Trời ơi, không chịu tránh hả? Ai kêu đây? Đợi hoài. Tôi chở nhỏ đó lại vô đây. Nó nói tôi đứng ngoài đây, đợi nó. Nó sẽ vô đây lấy tiền đưa cho tôi. Đợi nãy giờ một tiếng đồng hồ bị cá nó mất tiêu rồi. Bà nội, đứng lại má, trả tiền đi chứ. Có đi nữa không? Ngày chạy có cuốc bà chắc tôi chết quá. Còn vợ còn con nữa má. Cầm nha. Quen hả? Quen quá. Chạy xe Honda hai bánh. Rồi cái xe hơi kế bên xe Honda. Xe hơi nào? Sáng giờ chở bà đi bằng Honda mà đi qua 4-5 cái ngã tư. Giờ bà kêu tôi vô đây mà nói nhà gì của bà nè, vô bà vô lấy tiền. Đúng rồi. Nhà đâu? Đất từ ra nó cà phê bà. Yeah yeah, ok. Ở nhà là rất từ ra ở cà phê ba. Yeah. Tiền là tiền, dạ tiền là phải lấy, ok. Tất nhiên rồi. Là, tôi dạ, dạ tất nhiên là tại vì sao là cái xe hơi với lại cái xe Honda nó gần nhau. Xe hơi nào? Dạ là nó giữ, em hiểu không? Yeah. Xe hơi nào? Sáng giờ chở bà 4 ngã tư. Biết rồi. Bà kêu tôi đợi ngoài. Biết. Bà vô lấy tiền. Đúng cái ngã tư là nói vậy nè, thì phải chạy qua 4 ngã tư rồi mới đi tới đây. Đúng rồi, đi lấy tiền. Là lấy tiền. Đợi là lấy tiền rồi lát rồi đưa. Tiếng mấy đồng hồ rồi. Nghe ta nói nè, mày kiếm đồng tiền Việt của nó không có, tao dắt mày qua đây có tiền đô nó trả cho mày. Anh bố, hiểu không hả? Tiền đô mày. Trời ơi, trả vậy. Tôi phải rồi. Kiều Bảo Việt Kiều. Bảo. Danh là biết gì Kiều phải không? Biết đô không? Kiều. Kiều. Mỗi lần nói tên là tao nuốt nước miếng hoài à. Kevin. Hello. Tiền gì? Money. Ông đã ôm. Money. Money. À vậy nè, có nghĩa là nó đi xe ông đa ôm tới đây, nó không có tiền trả cho nên nó vô đây hồi nãy giờ. Giờ ta lên ta đòi đây nè, ông trả cho nó đi. Đó, là vậy thôi. Việt Kiều, trả tiền cho tôi. Đúng là cô đó là sắp sửa là vợ tương lai của tôi. Nhưng mà tôi ở bên Mỹ đó. Ở bên Mỹ sống theo kiểu Mỹ quen rồi. Xài đô. Không, rồi bên xài đô. Nhưng mà ở bên là sống kiểu Mỹ, có nghĩa là nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, xe ai nấy chạy, quần ai nấy mặc, áo ai nấy mặc, không ai dính tới ai hết, tiền ai nấy trả, hiểu không? Hiểu. Hiểu rồi, vậy qua, xử nó đi. Còn tôi phải về Mỹ đây. Vậy là sao? Mày qua mày xử đi, mày qua xử nó đi. Khỏe không? Khỏe. Sao vậy? Dạ em nói
không ai trả tiền hết á. Không, em sẽ trả cho anh. Dạ. À, tại vì à, quên, à, tại vì đem, em đi bóp em sợ bị giật á, cho nên em không có đem bóp theo. À, mai mốt em trả cho anh này. Cái mặt em anh nhớ không? Cái mặt đồ xanh điệu anh nhớ không? Dạ. Bà rảnh không? Dạ rảnh. Tôi gửi bà chỗ này đẹp lắm. Chỗ nào vậy? Tôi á thì chắc nhỏ lắm. Dạ. Làm bảo kê lầu xanh. Bà ở không không? Cỡ bà là tôi vô tôi có vé liền à. Đứng trước tình hình hiện nay là đàn ông cũng phải ra tay nghĩa hiệp. Đại ca. Ôi anh ơi. Đại ca xe ôm. Người ta nhờ tới anh kìa. Hiểu rồi, đại ca xe ôm ơi, đại ca xe ôm. Giờ sao? Giờ hai đứa bay là không có tiền về xe phải không? Để anh mày thanh toán cho đại ca. Anh Hùng. Mà nếu không có tiền phải không? Rồi leo xích lô đi. Leo xích lô. Ha? Con đạp một con ngồi. Khi nào mệt đổi con đạp một con ngồi tiếp tục. Hiểu chưa? Trời. Đại ca. Bây giờ em mới biết rằng đại ca là số 1. Ba cái vụ xe ôm. Đại ca ghi sổ cho em. Mai em trả nha đại ca. Trời anh ơi. Anh. Trời đất ơi. Trời. Trời, thấy chưa, bởi vì mày không à, bày đặt làm dân sành điệu làm chi vậy, không biết nữa, không có tiền trả nó, chút xíu nữa là nó đem mày vô trong lầu xanh rồi đó, thấy không, nghe nói không? Trời, em biết rồi. Không có rồi, thôi đi, phải dân sành điệu là như tao nè, mới gọi là sành điệu, hiểu chưa? Em biết không, rồi, bây giờ em biết Diễm là sành điệu, em có, nói chuyện. Trời đất ơi, vậy mới sành điệu chứ không có tiền thôi, không có chơi gì còn cho. Còn em là sành sạch, em biết mà, bây giờ em cũng phải phục chị lắm. Diễm ơi, chị Diễm. Chị Diễm. Kêu kêu chị Diễm kìa. Tiền nóng này chị Diễm. À, trời bánh tiêu gì đây? Có gì đâu. Có quen hả? Không. Có quen không cưng? Không có quen, không có quen. Quen không? Quen, đâu quen mày đâu đi vậy. Bánh tiêu mỗi ngày hôm nay giá bộ hoài. Bánh tiêu nóng này em đi. Trời ơi, nhỏ này không biết nó có nhìn lầm không à Diễm, quá trời Diễm. Có nhìn lầm không? Không. Mày ăn bánh tiêu mỗi ngày qua bánh là nguội chỉ còn ăn nữa, hôm nay bánh nóng chơi chị Diễm. Sao hôm nay bánh nóng chơi chị Diễm? Ăn đi trả tiền cho em cuối tuần rồi. Rồi ăn cái đi, nóng rồi anh nóng bọc. Trả tiền cuối tuần con ta kìa. Ai bậy, ai thiếu tiền nữa đâu mà trả tiền. Trời đất ơi, ta có ăn cái thứ này đâu, dân sành điệu mà ăn gì, thôi đi chỗ khác đi. Tao mua quen nhỏ này đi, đi chỗ khác bán đi cưng. Diễm, chị nói vậy em chị nghe được hả? Từng rồi chị kêu em bán cho chị đi, cuối tuần thì chị trả luôn. Mà hôm nay chị em vừa trả em biết chị em trả em ngồi làm giả luôn á. Chồng chị ấn tiền cổ của em ra luôn á. Về đi, ngày mai đang không có tiền. Trả tiền cho em á. Ngày mai trả cho, mai có tiền nè. Nhớ nha. Hoài à. Ngày mai trả nha bà. Nhỏ bán lợi không có bao nhiêu đâu nha bà thành điệu. Thôi đứng dậy đi cưng, đứng dậy đi ha. Ok rồi, thôi được rồi, đây bạn chị nó sành điệu đó, thành ra thôi bây giờ vậy nè, chị sẽ trả cho em nhớ mặt chị nha, chị sẽ trả liền cho em nha, mai chị trả. Thầy nói mai chị trả chị trả rồi nữa. Đâu, chị lãnh bị chị sành thiếu cái hết vốn luôn à. Đó thấy chưa, ăn cái hết vốn còn ta luôn à. Trời ơi, bày đặt nữa, nở lòng nào bánh tiêu bánh bò nhỏ bán không có nhiêu vốn ăn hết trơn, rồi ăn gối đầu còn không trả tiền, rồi không nhìn nhận nữa chứ. Trời ơi, tao mới là sành điệu này, mày với đu tới tao đây sành điệu. Thôi đi bà, đứng dậy bà sành. Trời ơi, đứng đây ngồi chung quánh hai đứa mình chạy không kịp, sống luôn đi điện quá à. Thôi tao nói mày nghe, thôi mình đi, mà bây giờ cũng không có tiền đi phương tiện gì nữa, có chiếc xích lô thấy không có chủ nè, mượn đi chút đi vậy, rồi thôi. Có gì giải thích với ổng chứ, không lẽ tao mày ăn cắp xích lô làm gì. Mày chở tao chứ tao mặc đồ không có được, tao mặc đồ này sao thôi chạy bạn xích lô nhường nhau nha, không có được. Ê, đâu bây giờ tao mày chạy vừa, mày. Nói chung là mày phải chạy đó, tao rồi đó, mày đẩy đi không có được, mày đẩy đi. Tao nói là mày chở tao chứ sao, tao làm tao chở được, mày đẩy đi. Nhưng mà tao phải chở mày, tao ngồi mày chở mới sành điệu. Tao ngồi tao ngồi rồi đó, mày ngồi đi chở rồi đó. Trời ơi, cái này chút nó lỗ đầu rồi sành điệu vậy, trời ơi, mệt quá đi.